Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 1, tức là tháng Giêng năm 2000 hả? Tức là mỗi người chúng ta được lên tuổi rồi, thành ra năm 2000. Thường lệ là sáng chủ nhật chúng ta vẫn sinh hoạt, học tập về giáo lý và tiếp tục học bộ di thức học. Hôm nay là kỳ thứ 12. Trước khi học bài mới là tôi nhắc toàn thể đại chúng cái điều này. Cái bữa trước mình học đó, cái bài đó là căn bản, là cái đối tượng chính của những người đệ tử Phật tu hành là mình phải đấu tranh, mình phải hóa giải, mình phải diệt trừ những cái sáu cái món căn bản phiền não đó. Cái bài chứng đạo ca mà trước đây mình học đó mà, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảng tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Quyền giác thiền sư nói như thế, mà tôi không biết là ai còn dịch nổi cái bài thuộc lòng đó không à. Ai mà dịch nổi là người đó điểm nghe 100%. Cái bài đó tôi dịch là rồi tất cả khỏi để tâm tu chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Việc kiến cư và hóa giải cái truyền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Còn bậc trung hạ căn cơ thấp kém, học thì nhiều mà học để trích cố tầm chương, luôn mồm khoe học vị với văn bằng, cởi áo bẩn không biết đường mở nút. Nếu mà không học cái bài về rồi đó, cái bài mà căn bản phiền não đó, thì coi như là dầu cho học vị văn bằng cỡ nào đi nữa, mà khi mà muốn cởi áo không biết đường mở nút. Rồi tất cả khỏi tu, không cầu chứng gì hết, đó là hạnh đại thừa thượng sĩ tối lại căn. Việc kiến tư, kiến hoặc tức là tham sân thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ, năm cái món đó cũng gọi nó là ngũ lợi sử, hàng ngày nó sai sử chúng ta đấy, coi như là nó quây quần, nó sai sử chúng ta ở trong những cái sai lầm đó, gọi đó là kiến hoặc. Kiến hoặc là sai lầm về sự nhận thức, sai lầm về sự hiểu biết. Không có cái hiểu biết mà đúng chánh pháp, không có hiểu biết chân chánh là mình tu, mình gọi là tu nhiều, tu cực thế nào đi nữa,
đều là giống như là tới chừng mà muốn cởi áo không có biết đường mở nút đâu. Thành ra thân kiến miên kiến và kiến kiến thủ với cấm thủ là tôi mong rằng là đại chúng để ý cái đó, nó là ngũ lợi sử đó, cũng gọi là kiến hoặc đó. Rồi tham sân si mạn nghi, năm cái món đó mình học cái bài thứ vừa rồi mà, là gọi là căn bản phiền não. Trong kinh Phật thường có nói là 84,000 trần lao phiền não, mà cái gốc của nó là do 6 món đó. Còn bao nhiêu đi nữa cứ nhân ra mãi ra đều là ngọn, là ngành, là nhánh, là nhóc, râu ria, mà cái gốc của nó là tham sân si mạn nghi. Còn cái món ác kiến là thứ 6 đó thì chia nó ra là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, tức là kiến hoặc. Còn tham sân si mạn nghi là năm cái món đó gọi là tư hoặc. Tư hoặc là tức là cái sai lầm căn bản của kiếp con người. Nếu mà không được học chánh pháp, không có người hướng dẫn chánh pháp, mà không sống trong chánh pháp, thì suốt cả đời người bị tham sân si mạn nghi đó, nó hoành hành, nó tác động, nó làm cho mình luân chuyển trong lục đạo. Nó làm cho con người sống trong luân chuyển trong lục đạo, nó là khổ đạo truyền miên. Nhưng mà ở đây là xin mở cái ngoặc nha, tôi nói lục đạo đây nghĩa là không có nghĩa là trời, trời mình chết rồi mình sinh lên trời mới gọi là luân hồi cõi trời. Không đợi mình chết rồi mình phải thành ra cái con quỷ Atula kiểu nào đó mới gọi là mình đọa vào Atula đạo, không phải vậy đâu. Hoặc là chờ mình chết rồi mình kiếp sau mình trở lại làm người nữa mới gọi là luân hồi về con người. Cũng không phải nói như vậy, nói vậy không trúng, chưa trúng. Có trúng một phần, vài phần trăm mà chưa trúng với giáo lý đạo Phật. Cũng không đợi mình chết rồi mình thành ra cái loại ngạ quỷ, cái bụng như cái trống sấm mà cái cổ như là cái thực khí quản như cái lỗ kim. Không chờ có cái thân ngạ quỷ vậy đâu. Và cũng không phải là chờ cái ngày chết rồi mới luân hồi mới thành ra là con trâu, con bò, con heo, con chó, là con chim chóc gì đó gọi là súc sanh. Không phải chờ chết rồi mới có cái đó, không phải. Cũng không phải chờ chết rồi mới có địa ngục, phải đọa đâu xuống lòng đất, rồi có quỷ sứ, có dương dương, không phải vậy. Mà tôi muốn nói với đại chúng là luân hồi, chúng ta hằng ngày chúng ta luân hồi. Chứ luân hồi đây có nghĩa là nó xây dần. Lúc nào mà tâm hồn của chúng ta mà sống ngang bằng với cái giáo lý thập thiện nghiệp, tức là ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng, ba nghiệp của ý, mà mình an lành, nhẹ nhàng, trong sáng, thanh tịnh, không có tham sân si mạn nghi, nó tác động, nó hoành hành mạnh, thì tâm hồn của ta nhẹ nhàng, thơ thới. Nó có cái khinh an, nhẹ nhàng trong cuộc sống. Thế thì lúc đó đó là ta đã, nó luân hồi, nó xây ta có trời đấy. Nhưng mà nếu sau trong đó 15-20 phút gì đó, nửa giờ gì đó mà có một cái sự kiện trong nhà mà nó bất bình, mà mình nổi nóng lên đùng đùng, mình làm cho cái hạnh phúc mà của gia đình, cái sự an lành, sự thanh tịnh của gia đình mà nó không còn nữa ha, khuấy trộn lên, làm cho vợ chồng sân hận lên, làm cho giữa cha mẹ và con cái đau khổ buồn bực nóng nảy lên, đó là lúc đó là nó luân hồi ta, nó đưa ta đi về Atula đấy. Phải học cái nghĩa luân hồi như vậy mới là đúng của đạo Phật. Rồi lúc nào đó tâm hồn mình được bình an trở lại, tương đối bình thường, sống trong cái đạo lý bình thường của một con người có nề nếp, có kiến thức, biết xử sự phải chăng trong cuộc sống của xã hội, thì đó là lúc đó là ta luân hồi về ở nhân đạo đó. Rồi tệ hơn, nó bắt đầu nó đi xuống nữa là bây giờ mới khởi ra một ý niệm tham lam dục vọng tràn đầy. Lúc nào cũng thấy thiếu, lúc nào cũng thấy cần, lúc nào cũng tính, cũng toan, cũng dự trù cái này cái nọ mà không bao giờ có cái tâm mà bằng lòng với cuộc sống của mình. Thậm chí cái khát khao, cái thèm muốn, cái ước vọng đó
nó đưa tới cái nhân phẩm, cái tư cách của con người không còn là tư cách nhân phẩm con người nữa. Thế là lúc bây giờ mình vừa sống với cái kiếp mình luân hồi đọa vào trong ngạ quỷ rồi đó. Mà nếu cái khát vọng nó quá quá cao hả, nó làm cho tới làm những cái chuyện mà tội lỗi đối với pháp luật, là không vô lương tâm, vô lương tri, vô đạo đức đối với con người hả, thì bất chấp về luật pháp của xã hội, bất chấp về cái lời nhận xét phê phán của những người gần xa xung quanh, không còn liêm sĩ, thế là mình đã luân hồi, nó đưa mình đi vào súc sanh đấy. Súc sanh đạo là cái tư tưởng mất đi cả lương tâm, lương tri, cả đạo đức, cả nhân nghĩa lễ trí của con người, thế là nó đọa vào súc sanh đó. Và rồi cái mong muốn, cái ước vọng mà cái việc làm của mình mà không thỏa mãn, mà mình làm những điều tệ hại hơn nữa, thì thậm chí tới bị bắt bớ, bị tù tội, bị tra tấn, bị hình phạt ha, nó làm cho cùng cực đau khổ, đó là nó đọa vào trong địa ngục đây đó. Phải học cái chữ luân hồi đó nó mới đúng đó. Cho nên là chúng ta học, chúng ta phải để ý cái vấn đề là cái kiến tư hoặc đó, tham sân si mạn nghi đó ha, nó làm cho ta trong một ngày có thể là luân hồi trời người ở tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đạo Phật dạy cho ta là dạy cái đó, thoát khỏi luân hồi sanh tử là thoát khỏi những cái dòng lẫn quẩn của sáu cái nẻo mà chịu khổ đau đó. Do vậy cho nên cái con người mà hết vượt qua được sáu cái nẻo khổ đau đó, thì con người đó vẫn hằng ngày còn đi khất thực, còn đi thuyết pháp, còn gặp gỡ mọi người, chẳng hạn như A La Hán, Bích Chi Phật và kể cả Đức Phật Thích Ca, vẫn là con người đàng hoàng, vẫn ăn mặc ở đi đứng sinh hoạt bình thường, vẫn giáo hóa hằng ngày, mà người ta gọi là cái người thoát khỏi luân hồi sanh tử, ưu bi khổ não. Nghĩa là những cái tâm trạng như vừa nói nó không có, người ta có cái chánh niệm rồi, ta đã diệt kiến hoặc, ta diệt nó tư hoặc, ta diệt cả ngũ cái và thập truyền. Cho nên cái bài đó là rồi tất cả khỏi tu không chứng, đó là thằng đại thừa thượng sĩ tối là căn, diệt kiến tư, diệt hết cả cái truyền. Cái là ngũ cái, ngũ cái là tham dục, sân nhế, trạo cử, hối và thùy miên. Năm cái món đó nó che đậy tâm tánh, nó làm cho con người mất đi sự sáng suốt, mất đi cái trí tuệ của con người, tôi gọi là ngũ cái. Còn truyền á, thập truyền á, thì bữa nay chúng ta học cái chi mạc phiền não đó, tức là thập truyền này. À, còn cái kiến hoặc là tư hoặc đó, ta cộng nó lại, ta gọi nó là thập sử đó. Thập truyền thập sử là cái đối tượng của người đệ tử Phật phải tu hành, phải hóa giải nó, phải diệt trừ nó. Cho nên cái bài mà nhà chùa người ta sám nguyện trong mỗi buổi sáng, tôi nói này nhiều lần lắm rồi, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ phiêu trầm. Tức là chúng con tự sống trái với cái chân tánh của mình, hằng ngày mình sống trái với chân tánh của mình hết. Chân tánh của mình là tự nó thanh tịnh hoàn toàn, trong sáng hoàn toàn, ta gọi đó là tri kiến Phật, gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, gọi là chân tâm thường trú, gọi là thể tánh tịnh, tịnh minh. Cái đó là cái của mình đấy. Nhưng mà hàng ngày là mình không có tu hành đó, mà mình sống trái với cái chân tánh, cái tánh chân thật và thanh tịnh vốn có của mình. Uổng nhập mê lưu mới tùy sanh tử dĩ phiêu trọc. Mình chạy theo, mình thả trôi theo cái nguồn nước, cái dòng suối mê. Dòng suối mê là tức là cái dòng của thế gian mà. Chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tài, sắc, danh, thực, thùy. Mình thả trôi theo cái dòng đó. Cái bộ uống nhập mê lưu. Trôi theo cái dòng nước. Mê mò. Si ám, không có trí tuệ. Của tài, sắc, danh, thực, thùy. Uổng nhập mê lưu tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, nó làm cho mình phải chìm đắm ở trong cái cuộc đời mà ta gọi là biển khổ.
với cái tuệ nhãn của Phật, của Bồ Tát là ta nhìn mình ngồi trên khô vậy đó, mình nói mình ngồi trên khô á, cái sự thật là mình đang lăn hợp ở trong biển khổ, khổ hại lắm mới chứ, lăn hợp ở trong đó mà mình không hay không biết. Trục sắc sinh như tham nhiễm, chạy theo thanh sắc, sắc thanh hương vị xúc pháp, chạy theo tham nhiễm theo những cái điều đó. Do vậy mà thập tiền ở đây nè, thập tiền mình sắp học đó nha, thập sử là mình học rồi đó, thập tiền thập sử nó tích thành hữu lậu chi nhân. 10 cái gọi là thập tiền và 10 cái gọi là thập sử, ngũ độn sử và ngũ lợi sử này cộng lại thành thập sử. Nó tích lũy, nó chứa lại, chứa dựa đó, nó thành ra cái nguyên nhân hữu lậu, nó làm cho mình lọt rớt ở trong cái vòng lục đạo luân hồi vừa nói. Cho nên mình kiểm tra lại hàng ngày, mình chìm đắm ở trong lục đạo luân hồi đó. Ngược lại, tinh văn viên giác Bồ Tát cũng đi ở trên mặt đất này, mà ta gọi là xuất ly tâm giới, ta gọi là vượt ra sinh tử. Nghĩa là ta không có cái kiến hoạt và phi hoạt là vật, mặc dù là vẫn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt trên mặt đất, mà gọi là cái người thoát ly luân hồi sinh tử. Cái tâm trạng của ta nghĩa là hoàn toàn là trong sáng, chứ ta không có lúc là như là có trời, lúc là như có người, lúc là như địa ngục, như ngạ quỷ, như súc sanh, không có. An lành một mực an lành, giống như không thanh tịnh vậy. Thành ra là vẫn đi đứng nằm ngồi vẫn sinh hoạt mà không luân hồi sinh tử. Còn cái sinh tử mà tôi nói một lần nữa đó, nói nhắc lại đó, cái sự sinh tử mà của những cái chúng ta mà sinh tử đây đó, là cái người học đạo là phải hiểu rằng là sinh lão bệnh tử là chân lý, là bình thường, cho nên không được sợ hãi. Cũng như cái vũ trụ vạn hữu này ta gọi là sinh trụ diệt diệt, kể cả cái quả địa cầu cũng có thể lúc thành trụ quả không, từng máng, điều đó cũng là chuyện bình thường. Cho nên cái chữ mà thoát luân hồi sinh tử đây có nghĩa là ta coi cái sự sinh tử là cái chân lý bình thường rồi, không có gì đáng sợ. Còn cái vượt ra cái luân hồi trong sáu cái đường mà vừa nói là do cái tư tưởng của mình, chính đúng tư tưởng của mình là mình vượt ra được sáu đường đó. Do vậy mà tại sao người ta nói rằng là ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo, con nay phát tâm tu hành không cầu của phước báo của nhân thiên, là vì sao? Là vì cõi trời nó vẫn còn. Như tôi nói nãy đó, cái lúc mà thân, ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý mà mình được thanh tịnh, tức là lúc đó là mình sống cái tâm trạng an lành của người trời, mình đang sống ở cõi trời. Nhưng mà cái hột giống phiền não vô minh của mình á, tham sân si mạng kiến tư hoạch này nè, mình chưa có hóa giải, mình chưa có trừ diệt được nó. Do vậy cho nên là phút chốc nào đó rồi mình có thể sinh ra tham sân si trở lại. Mà nếu mà cực tham, cực sân, cực si thì mình có thể từ cái cõi an lành, thanh tịnh của tâm hồn người trời nó rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó. Còn cái người mà ta không cầu phước báo nhân thiên mà ta tu đại thừa mà, ta nhận thức rõ giảng pháp giai không duyên sanh như quyển rồi, là ta coi cuộc đời này nghĩa là đường đời muôn vạn nẻo, ta thấy không có cũng không không. Hỏi người làm gì đó, chơi, không có làm gì hết. Làm tất cả mà coi như không làm gì hết. Vẫn sinh hoạt bình thường mà không có đam mê, không có lưu luyến, không có dính mắc. Cho nên là làm mà coi như không làm gì hết, vì tôi nhận thức được là cái tính chất của giảng pháp, nó là duyên sanh, nó là như quyển rồi. Do vậy mà người ta không có dính mắc. Thành ra để ý cái vấn đề kiếm tư hoạch này, nó là vừa là kiếm tư hoạch cũng nó, gọi là thập sử cũng nó. Rồi trong cái kiến tư hoạch đó, để ý học cái này nó mới sâu đó nè. Cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến đấy,
tôi gọi là kế hoạch đó, cái đó dễ trừ. Do thầy tà, do bạn xấu, do không có người hướng dẫn thì ta mê tín dị đoan, ta đoạn kiến thường kiến, ta tu hành sai lầm là do thầy tà bạn xấu. Nhưng mà nếu mà gặp được minh sư chân chánh, gặp được người hướng dẫn đi đúng chánh pháp thì cái chấp về về bản ngã, về thân đó mà, thân kiến và biên kiến, về tà kiến, về kiến thủ kiến, thân giới cấm thủ kiến, người ta bỏ dễ dàng, rất dễ dàng. Cho nên cái đó ta gọi là ngũ lợi sử, nó giống như lửa ngọn vậy, coi nó bùng cháy ầm ầm vậy, nhưng mà diệt nó không khó lắm. Lửa ngọn thì là diệt thấy hết lửa ngọn, nhưng mà còn cái lửa than thì mới là cái vấn đề âm ỉ lâu dài. Do vậy mà năm cái món ta gọi là kiến hoạch, ta ví nó là cái bằng ngũ lợi sử, nó sai sử mình đấy, nhưng mà nó giống như lửa ngọn vậy, tương đối là dễ trừ diệt hơn. Có thầy chân chánh, học chánh pháp, đúng chánh pháp, ta diệt trừ dễ dàng. Ví dụ như trong chúng này mà nghe thì tôi có nhiều người trừ được cái năm cái món kiến hoạch ấy, có nhiều người trừ được ấy, ta không còn mê tín dị đoan nữa, ta không chấp về cái bản ngã nữa, tức là thân kiến ta được vượt qua rồi. Cái biên kiến là chấp đoạn, chấp thường đó ta cũng vượt qua được. Rồi còn cái gọi là tư hoạch thì là khó vượt hơn. Phải để ý cái đó. Tham sân si mạng nghi khó trừ hơn. Ta ví như lửa than âm ỉ trong tro, trong củi mà không thấy lửa ngọn. Thì cái tư hoạch cũng vậy, nó ở trong, cho nên ta cũng gọi nó là câu sanh phiền não. Cái tư phiền não nó đồng thời nó sinh cùng một lúc với thân mạng con người, cho nên cái đó ngày nào mà còn thân mạng con người là nó vẫn còn bám theo. Cho nên phải thường tư duy quán chiếu dữ lắm mới tách nó ra được, chứ không nó bám theo, vì nó là câu sanh, tức là nó sinh đồng một lượt với cái mạng sống của hữu tình của con người. Còn cái mà kề kiến hoạt á thì nó thuộc về phân biệt phiền não, nó là do hoàn cảnh xã hội. Ví dụ như nước là mình mà nếu mình chủ trương là đạo Phật là quốc đạo thì coi như là 90-95% là theo đạo Phật thôi, học theo cái giáo lý của đạo Phật. Chẳng hạn như Campuchia, Lào hay Thái Lan ha, ta thành quốc giáo ta 98-90% theo đạo Phật. Ngược lại bên Âu Châu là 80-90% ta theo đạo Thiên Chúa hay đạo Tin Lành. Đó là do cái xã hội ta đào tạo. Mà xã hội đào tạo thì người ta có thể nhận thức, người ta có thể thay đổi, không có khó. Thành ra là việc kiến tư, việc hết cả cái tiền, tiền là thập tiền. Đơn như vậy là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Đó, cái bài đó đó, bài chứng đạo ca đó. Rồi là vậy đó, rồi nghĩa là mình biết rằng là kiến hoặc tư hoặc là những cái không có thật tính. Cho nên mình nhận thức được đó rồi á, là mình hóa giải nó, hóa giải nó là rồi hết. Khỏi có lại lục gì, khỏi gian sinh, khỏi cầu nguyện, khỏi có bỏ tiền tỷ tỷ ra mà cất những cái chùa cho nguy nga, những cái tháp cho vĩ đại đồ sộ, không cần làm việc đó. Có những cái tháp mà là bao nhiêu tỷ cũng vậy thôi à. Có cái chùa bao nhiêu trăm tỷ cũng vậy thôi à. Có được cái gì hết á. Mà cái được của mình là phải rồi tất cả. Tức là kiến tư hoạch phải diệt trừ. Đấy. Mà không diệt trừ cái đó thì cất bao nhiêu ngôi chùa bằng toàn là bằng vàng không, bằng bạc không, đều không tương quan gì với Phật hết. Cho nên là ta nói chuyện, ta mời tôi đi chơi, ta cho ngàn rưỡi đô để đi coi những cái chùa bằng vàng mấy tấn, nhầm gì tôi, không nhầm gì cuộc đời tôi hết. Nói không phải nói chứ tôi còn cười khịt mũi ra. Những người mà có học Phật không bao giờ ta làm cái điều đó. Phật ở đâu trong đó? Phật là đã từng ở trong cung vàng địa ngọc và ta bỏ ta đi ra ngồi gốc cây, mà bây giờ mà mình lấy cái sự gom nhất cái sự đau khổ của nhiều người gom lại một cái thật sang trọng để gọi là thờ Phật ư?
có chừng khinh miệt Phật vậy sao? Có thương Phật vậy sao? Cái đồ của ta đã bỏ rồi, ta coi nó như đàm mũ, ta khạc ta nhổ rồi, bây giờ lấy mà o lại để đem gọi là dân cúng là cúng sao? Cho nên là họ hiểu rồi thì tu nó đơn giản, không có khó khăn. Mà cái gốc ở đó, tôi nhắc đại chúng là cái đó. Còn các vị mà nếu mà không nghe nổi cái đó thì coi như là chưa được bước vào cửa đạo đâu. Cho nên là tôi định là bữa nay là qua năm 2000 rồi, giờ còn cái chút hơi tàn sức mỏng này đó, định bữa nay về bắt đầu mình viết ra, một số tài liệu đại để là thí dụ như cái quyển sách ha, để gọi là đường vào đạo Phật, thí dụ vậy. Đây là viết chứ còn không có soạn, không có dịch kinh nữa. Với cái con đường vào đạo Phật, cái là những cái nhỏ 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 bắt đầu muốn vào đạo Phật phải làm sao, rồi phải học cái gì rồi tới cái gì, rồi nghĩa là học trò hỏi, rồi mình phải giải đáp những từng vấn đề, nó giống như là nó lẫn lộn giữa thầy trò vấn đáp, rồi triển khai giáo lý qua cái hình thức là từ thấp tới cao. Tính làm vậy mà không biết là làm được hay không, bởi vì giờ viết nó cực lắm, viết cái chữ thì viết rồi đọc lại không được. Mình viết là giống như mình tưởng nó đúng rồi nha, tới chừng coi lại thiếu rồi. Tự mình đọc cũng được, thành ra nó cực. Soạn cái bộ di thức này thì là đã cực lắm á, nhưng mà ráng làm nè. Cái này giấy phép mới về bữa nay rồi bỏ một cặp đây. Thế thì là phải ra riêng mới có sách học, thì báo cáo đại chúng thế. Tôi nhắc như vậy có nghĩa là các vị nhớ rằng là kiến tư quật là quan trọng lắm. Tức là thập sử các vị học rồi, bây giờ học thập tiền nữa nè. Lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu tùy sinh tử, dĩ thiêu trầm trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập tiền thập sử nó tích thành hữu lậu chi nhân. Cái nhân hữu lậu là do thập tiền thập sử, là cái mình sắp học đây. Thập sử là mình đã học rồi, bây giờ học thập tiền. Rồi bên lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội. Lục căn là ai cũng biết rồi, lục trần cũng biết hết rồi. Lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội. Cái chữ vọng hay vô cùng. Cái tội mà mình làm ra đó là nó có thực chất, nó làm đau khổ cũng là vọng, vọng đau khổ. Mà mình tiếp thu những cái gì mà mình bằng lòng, mình vui vẻ đó mà, cũng là vọng. Do vậy cho nên cái vui có thiệt đâu, cái vui mà mình hưởng cái cõi đời này nó đâu có thiệt. Vui tạm bợ trong mấy giờ đồng hồ hoặc là mấy ngày, rồi cái vui đó nó mất, thậm chí cái vui đó nó trở thành cái nguyên nhân đau khổ ghê gớm của cuộc đời mình. Cho nên là giữa lục căn và lục trần nó làm cho cái nguyên nhân đau khổ vô biên. Nhưng mà nguyên nhân đau khổ đó ta gọi là vọng tác vô biên chi tội, nó không có chân thật, nó không có cái thực tánh. Do vậy cho nên là nếu mà mình giác ngộ, mình sáng suốt, mình có quyền sửa đổi cái nhân lại, là cái đau khổ nó tự biến mất, cái gọi là tội lỗi nó tự biến mất, chứ nó không có cố định. Đó, cái đạo Phật là học cái chỗ đó. Cho nên diệt kiến từ, diệt hết cả cái tiền là rồi tất cả, mà khỏi để tâm tu chứng. Có chứng gì đâu, trở về với cái tự tánh thanh bệnh của mình là tự an lành, tự hạnh phúc, tự giải thoát thôi, chứ có chứng gì đâu. Mấy lúc nay là mình bị những cái mà râu ria bìa chéo dơ dái nó bám víu bên ngoài, giờ mình biết cái cách mình gột rửa, mình tắm rửa, mình kỳ cọ, mình nó trôi chảy mất hết rồi, thì nó hiển lộ cái tâm thân của mình tự an lành, tự hạnh phúc như vậy chứ.
có được cái gì khác nữa đâu. Trên tâm thường trú thể tánh tịnh minh định tự sáng suốt rồi, chẳng qua là kiến từ hoạch nó bao phủ bên ngoài, nó làm cho mình sinh ra đau khổ. Giống như cái mình mẩy của mình mà dơ dái thì nó sinh ra ngứa ngáy bực bội, mà mình biết rửa nó đi thì nó trôi theo cái dòng nước hết rồi. Thế thì là một cái thân hình của mình là hoàn toàn an lành, mát mẻ, thoải mái thôi. Được, mà kỳ thật không có gì được. Chẳng qua là mình rửa hết những cái dơ dái, những cái ngứa ngáy, những cái xót xa. Thì nó hiển lộ ra cái thân mình của mình là vẫn là láng liếc, sạch sẽ. Cho nên ta gọi là rồi tất cả mà khỏi tu, không cần chứng là vậy đó. Bây giờ hôm nay là mình học 20 cái món phiền não chi mạc. Chi mạc tức là nhánh, lá, chồi, tượng. Nó là cái ngọn ngành của 6 cái món căn bản. Đã học buổi qua 20 món tùy phiền não là những cái thứ phiền não nhánh nhóc chồi tượng, nó phát xuất từ cái căn bản phiền não mà có. 20 món đó là: một là phẫn, là đối cảnh không vừa lòng, nổi cơn tức giận hay là khởi cái ác tâm, biểu lộ qua hành động như là đánh đập, gây gộc, như là chửi bới mắng nhiếc, nó chướng ngại cái tính bất phẫn. Nó là họ hàng dòng dõi của sân. À, cái này mình học vậy chứ mà nó nhẹ nhỏ nhỏ vậy thôi, mà để ý nó hay lắm. Phẫn coi coi chúng ta có không. Đấy, chính nó là dòng tác vô biên chỉ đội là do những thứ này đấy. Hằng ngày chúng ta có phẫn không? Không khéo là một ngày chúng ta bị không biết bao nhiêu lần phẫn. Phẫn thì nó là con cháu của sân. Sân này nó nặng, nó dữ lắm, có thể đánh đập, có thể giết chết người cũng chưa đã nuôi, nhưng mà phẫn thì nó nhẹ hơn. Đối cảnh không vừa lòng ha, nổi cơn tức giận, hoặc là nó khởi ác tâm, nó biểu lộ hành động như là đánh đập nè, chửi mắng nè, gây gộc nè, nó chướng ngại cái tính bất phẫn. Bất phẫn là cái tính bình an mát mẻ của mình, nó là họ hàng dòng dõi của sanh. Cho nên cái này cho thiệt kỹ rồi cái để mình kiểm tra ha, mình phẫn lên là mình hạn chế nó lại, đó là tu đấy. Đó là tu. Cho nên đi chùa là một cái môi trường, một cái hoàn cảnh tốt, cái tập quán lâu đời. Nhưng mà nếu đi chùa mà mình không để ý cái này, mình đi chùa có khi mình vẫn phẫn như thường nha. À, đi chùa đàng hoàng mới lại đó vậy à. Mình làm mình lại Phật vậy mà ở sao nhẹ đạp cái áo của mình. Rồi mình đứng dậy trận té cái đất. Trời ơi, giận biết chừng nào nè. Đứng dậy là sân si liền. Đó, thế thì lại Phật mà rốt cuộc thì mình không có lại, không có trúng một Phật nào cả. Rồi dép mình mới mua 180.000 đô vậy mà ra rồi còn có chiếc. Bà nào nó xỏ lộn hết chiếc đi. Tôi qua hôm nào biết ai lên tôi chơi, tôi để đôi dép ra xỏ lộn mất tiêu tôi hôm nay. Xỏ lộn đôi dép của tôi mất. Ở đây mà đi chùa mà kiểu đó là dễ phẫn lắm, ra còn có chiếc à. Mà đó Thủ tướng UNU Ấn Độ mà đi chùa Xá Lợi lại Phật rồi ra hồi lúc đó giày mà giày của Thủ tướng đi thì tất nhiên cái đôi giày đó tốt, nó quý, mắc tiền lắm. Hồi đó ông cụ Ma Thời Truyền cũng làm hội trưởng, là một người danh dự với người ta, mời ông Thủ tướng UNU vô lại Phật rồi ra đó, ông đi chẳng không à. Tại lấy đôi giày của Thủ tướng đi mất rồi. Thế là ông Ma Thời Truyền ông vội lộn cái giày ông đưa Thủ tướng đi. Rồi về ông có kiếm đôi khác chứ, cái khách bây giờ không có làm sao. Đó, trường hợp đó là lại Phật rồi nó phẫn tức khắc. Kỳ đó tôi nhớ, kỳ đó tới giờ mấy mươi năm mà câu chuyện đó là chuyện có thật đó.
hai là hạnh nè. Hạnh là phẫn nộ khí, còn vương xót lại, nó ôm cái ác tâm không buông bỏ, thường kết quán thù, nó chướng ngại cái tính bất hạnh. Đấy, cái này cũng vậy đó. Đại chúng để ý coi đó, đây là phương pháp học để tu là học những cái vậy nè. Cho nên cái hạnh đó ha, hạnh trong lòng nó cũng là một cái mà nghe là cái người biết tu là cần phải cởi bỏ mới được, chứ không là bên ngoài là coi như là gặp nhau coi như là tay bắt mặt mừng vậy, mà bên trong nó còn những cái hận của những năm tháng trước còn lại đó mà. Thế là cái tâm mình không bao giờ an được. Mà muốn thành Phật thì phải bỏ cái hận này đi. Cho nên mà còn cái hận dầu là hận thôi chứ chưa phải là phẫn đâu, chưa phải là đánh đập gậy gộc đâu. Càng không có cái vụ mà đánh chém giết thù hận như là sân. Nhưng mà còn hận là cũng không làm sao mà mình đòi thành cái ông gì được hết. Từ hàng A-la-hán tới lên là không còn cái hận rồi, phẫn hận không còn. Nếu mình còn là không được, đừng có lại lục cầu nguyện gì hết đâu. Lấy cái này để mà tu, phải giết cái hận đi. Cho nên hận thù mà đã lỡ có rồi trong cuộc sống hàng ngày đó mà, phải cố gắng mà hóa giải, mà xóa bỏ, đừng có hận. Nếu mà thấy rằng mình còn hận, có nghĩa là mình phải biết rằng là mình trên cái đường tu hành của mình chưa có kết quả tốt. Đó. Cho nên đây là những cái từ rất đơn sơ, nhẹ, nghe nó nhẹ nhàng lắm, nhưng mà nó là cái phương pháp tu đấy. Cho nên là cái việc mà các Phật tử mà đi đây đi đó, mà đi chơi lận xe hai xe đó, kể cả mà đi thăm tôi cũng không muốn là sao? Là vì nếu mà cái ban tổ chức mà không khéo, mà Phật tử không phải là những cái người mà cùng có học đạo giống nhau, mà còn chấp nhất ngồi trước ngồi sau, ngồi trên ngồi dưới, ăn ngon ăn dở, kẻ xài rộng rãi, người xài là kỹ càng ha, rồi chê trách nhau mà, làm cho cái tâm của mình là nó phiền não, nó đau khổ, chi bằng mình ở nhà mà không có cái đó còn hơn. Còn hơn là đi chùa, đi thăm thầy, đi thăm thầy hoặc đi chùa đi lại Phật rất dữ, mà nếu mà nó là cái nguyên nhân để là sinh ra phẫn hận phú não tật sang vân vân, là tốt hơn là ở nhà nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên là tôi không có muốn làm rình rang cái gì, tôi muốn tổ chức cái gì là vì tôi muốn diệt bớt những cái nguyên nhân phiền muộn đau khổ từ cái nhỏ tới cái lớn. Ý đó mà tôi không có làm cái gì lớn hết là vậy đó. Mà các vị để ý coi chừng á, trên cái đường mà mình gọi là đi chơi, đi du lịch, đi tham quan đó mà, đi về khổ hơn mình ở nhà. Đây, tôi đã chứng kiến rồi. Không phải là đi trong đất nước Việt Nam mà đi ra ngoại quốc tưởng đâu ngon, đi về bao nhiêu thành phố nói lành rành rẽ hết ha, mà nó đau khổ chồng chất. Đau khổ chồng chất, bất mãn tím ruột bầm gan trên cái tiến trình du lịch đó. Tôi nói về đại chúng để ý coi, để mình hạn chế bớt cái khổ đau. Tu hành là diệt khổ đau mà, cái nào là thuộc về nguyên nhân khổ đau là mình phải xa lánh nó. Vậy à? Mình phải thường tư duy, thường quan sát cái nào là nguyên nhân của khổ đau là mình tìm cách hạn chế nó và hóa giải nó và cắt đứt nó đi. Vậy thôi, tu là vậy đó. Chứ đối với tôi là tu mà đánh mỏ rồi, 4-5 giờ khuya thức dậy tụng một thời, cả tiếng hồ tối tụng, nửa đêm dậy tụng, trưa tụng lại này kia đó, tôi coi như không có hề tu. Dưới mắt tôi là nếu mà tôi nhìn tôi coi, mà nếu mà không biết tu á, là dầu tụng niệm rất dữ mà tôi coi như không hề có tu. Chứ đừng có nói chi là có tu, là tìm chút phước nào, không có đâu. Phước là phải học cái này nè.
hóa giải được cái này rồi là tu đó. Ba là phú nè, chữ phú này để ý là chữ phú này tức là phúc, chúng ta gọi là phú tàn. Mà nếu mà phúc là có nghĩa là đối chọi, có nghĩa là nghiệt ngã, thì ta dùng chữ phúc, phản phúc chẳng hạn. Còn cái chữ đó đó mà khi mà có nghĩa che giấu thì ta là đọc là chữ phú. Chữ phú này không phải là chữ phú là giàu có. Chữ phú này là nó ẩn tàng, nó có những cái che giấu. Phú là vì lợi dưỡng mà che giấu tội ác. Lòng thường bị dây dứt không an. Đấy, cái tội phú tàn. Cho nên người ta làm những cái điều gì sai đó mà, là cái người đó không bao giờ an đâu. Chẳng hạn như mình làm công nhân viên chức nhà nước, mà mình thuộc diện biển thủ công quỹ, lương lẹo giấy tờ gì đó, ăn hối lộ gì đó, tham nhũng gì đó, tất nhiên là cái điều đó mình đâu có dám mà công khai với ai. Giấu ghê lắm. Mà giấu như vậy là chỉ giấu được ở bên ngoài tới lúc nào đó thôi, chứ chưa hẳn giấu được hẳn. Nhưng mà ngay cái lúc mà mình đã che giấu thì với cái người mà gọi là tu hành ấy mà, ta thấy nó đau khổ trong này, nó nhục nhã trong này, nó không làm. Làm là thấy nhục nhã. Cái người quân tử á, tự thấy nhục nhã. Ngày xưa có ông quan đó, ông làm quan. Rồi người ta đồn là ông quan đó ưa ăn một cái loại cá phèn ngon lắm. Thành ra là bữa nọ có cái người trong đó làm nghề, rồi là có ý muốn lo lót cái điều kiện để tặng quà đó mà đem lại. Ban ngày thì ông không được rồi, ông không nhận rồi, để bằng đêm mới đem tới tặng quà cho ông. Ông cũng không nhận, ông quan không nhận. Ông kia ông nói tôi tặng thưa quan, chứ tôi tặng quan trong lúc mà đêm khuya canh vắng này tôi đi có mình tôi đâu có ai thấy đâu quan sợ. Ông quan nói sao lại không ai thấy, ông thấy, tôi thấy, trời đất thấy, quỷ thần thấy, sao không ai thấy. Thôi ông đừng có nói nữa, chúng ta thấy hết rồi, ông đem về đi, tôi không có nhận đâu. Đấy, đó là vậy đó. Cho nên mình làm cái chuyện mà khuất lấp mà sao lại không thấy được. Chính mình là mình thấy rất rõ ràng cái điều đó. Do vậy cho nên mình mới sợ hãi, mình mới tìm cách mà giấu giếm, mà ém, mà che đậy người này người đó. Cho nên cái tội được gọi là cái tội phú tàn, tức là che giấu. Mà tu hành là phải dứt cho được cái đó thôi. Nên làm cái gì mà nó dù là kín đáo ha, mà nó sai quấy là cái người tu hành muốn thật sự an lành là ta phải diệt tới cái đó. Cái lương tâm lương tri người ta không cho nó động phạm tới. Còn cái phú này mà nếu mà mình che giấu thì là cái lương tâm lương tri mình bị sức mẻ. Thành ra cái phú này nó chướng ngại cái tính cương trực bất phú, nó họ hàng của tham. Nó là họ hàng của nhà tham mà di tiền nó đó. Vì mình tham cho nên mình mới là vì một cái danh lợi mà bất chính cho nên mình mới che đậy. Thành ra nó là họ hàng của nhà tham. Cái phiền não thứ tư là não. Não là phẫn hận, phẫn và hận còn sót lại trong tâm, thường rây rứt nội tâm, đầy nghiến ra thái độ, nó chướng ngại cái tính vô não, họ hàng dòng dõi của nhà sân. Chứ não có nghĩa là nó không có vui. Nó là phẫn hận còn sót lại, nó làm con người có vẻ nóng thì không nóng lắm, nhưng mà vui thì không vui, lương tâm thì không có được là thanh thoảng. Thường rây rứt nội tâm, thậm chí có khi nó biểu lộ ra cái thái độ, ra cái nhan sắc. Tại đây cái người mà không có não, ta nhìn cái nhan sắc, ta cũng biết được cái phần.
Còn cái người nào mà ưu tư, gọi là phiền não á, nhìn cái nhan sắc cũng biết được. Cái não nó ẩn tàng vậy đó, nhưng mà nó có biểu lộ chứ người ta giấu cũng không được đâu. Cái thứ năm là tật, là danh lợi muốn ôm hết về phần mình. À, cái tật là ghen, là ganh đó mà. Danh lợi muốn ôm hết về phần mình, không cho người khác có, ghét ai được có như mình, buồn lo rây rứt, chướng ngại cái tính bất tật, nó là dòng họ của nhà sách. Đấy, chữ tật là vậy đó, ganh ghét. Ở người ta mặc áo đẹp hơn mình cũng ghét, cái nhan sắc của người ta đẹp hơn mình cũng ghét, người ta giàu có hơn mình cũng ghét, trí huệ kiến thức của ta hơn mình cũng ghét. Thay vì là mình cố gắng, rồi mình biết rằng là mọi người trên đời này ai cũng có một cái đặc biệt riêng. Người ta có thể có cái nhan sắc đẹp mà người ta không có cái đức tính đẹp. Thế thì mình bồi dưỡng cái đức tính đẹp mà cái nhan sắc mình không bằng người kia, thì mình vẫn có cái hơn người ta đó chứ. Người kia giàu nhưng mà họ bằng ăn không có lương thiện, họ lừa đảo, giật giật, họ gạt gẫm, họ dối trá. Còn mình đó, không giàu, nhưng mà mình có một cái tính chân thật, tính thanh liêm. Thế thì cái đó mình cũng có cái hơn của người ta chứ. Nếu nói về hơn thua, thì mình vẫn có cái hơn người ta chứ. Mỗi người phải có cái chứ, còn là mình đòi hết vậy cho mình sắp được. Cho nên là mình phải tự hào với cái của mình. Tôi nói ví dụ như tôi giờ đây là tôi làm thầy chùa là 50 năm ha. À mà so với bạn bè tôi là gấp 5.000 lần họ hơn tôi về công danh, về sự nghiệp. Nhưng mà cái của tôi có uy dũng, không hề sợ. Sống đúng hiến pháp, sống đúng luật pháp, sống đúng cái nhân tình ha, là tự mình sống mà thôi. Thế thì mình là trưởng phu. Tài thượng phân minh đại trưởng phu, tiền bạc đâu đó đàng hoàng, đừng lương lẹo, đừng giật dọc. Thế thì mình cũng có cái hơn của mình, trong khi người ta giàu gấp 1.000 lần, 10.000 lần hơn ha, nhưng mà người ta không có cái đó. Thí dụ vậy, thế thì mình cũng có cái hơn vậy, đòi hỏi bằng ta sẽ được. Tài năng của người ta về khoa học, về kỹ thuật, người ta dinh thân phì gia của người ta là về cái ngành của người ta. Thế thì là mình nhận thức được cái chân lý rồi là cuộc đời này tất cả đều rồi cũng vậy hết, cũng ăn mặc ở ngủ thật sống mấy mươi năm, nhưng mà vấn đề là mình đã chọn được cái con đường của Đức Phật là thiểu dục tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. À, có cái ông nào phơi cái y cái áo gì trên kia, có ông Phật tử ông nói cái huynh nào đó phơi cái đó là không có cần tuệ, cho nên là phơi cái y cái hậu đó bôi mất lấp cái chữ tuệ thôi. Ở đây mình duy tuệ thị nghiệp ha, lấy cái trí tuệ bồi dưỡng trí tuệ. Huynh đệ nào đó ở trên cái gác đó là lấy cái tấm gì đó tôi không thấy, áo mưa hả? À, áo mưa đó là có nghĩa là Phật tử ta nói rằng ông này không cần chơi tuệ nữa. Không cần chơi tuệ cho nên là áo mưa phơi lấp chữ tuệ. Cái sở ý không để bên ngoài, không để ý bên ngoài. Rồi còn cái ông mà thấy mà nói vậy đó, là cái ông đó hàng ngày cũng là ăn, như tôi nói đó, cái ăn á, đạo Phật gọi là ăn là thực á, là nó có đoạn thực, là mình ăn các cái chất bổ, chất dinh dưỡng để nó nuôi sắc thân. Rồi còn như là xúc thực là chẳng hạn như là con mắt là thấy sắc, nó sinh ra một cái vui mừng thương ghét gì đó. Nếu mà thấy mà nó sinh ra cái quan hỷ là mình ăn coi là ăn sinh tố, mà nếu mình thấy mà mình bực bội coi như mình ăn nhầm độc tố.
lỗ tai mà mình nghe cái gì mà mình nhẹ nhàng thì coi như là ăn qua cái ngã lỗ tai, ăn sinh tố. Mà mình nghe mà nó bực bội á, nó sinh phẫn hận này nè, thành là ăn độc tố. Ở đây không ai thấy rồi mà có ông đó thấy là tức là ông ăn độc tố rồi. Ta thấy vậy ta bỏ đi, đừng có tham gia ông. Giờ qua bỏ đi, ông nói ông là không chơi tuệ nữa, bây giờ chỉ cần duy thì nghiệp thôi. Duy thì nghiệp, ta đã ăn độc tố đó nha. Tức là mình thấy mà qua nó còn chướng vào mắt, trước mắt là mình sinh ra cái không vui, tức là vô tình là mình ăn nhầm độc tố, ăn qua ngã con mắt. Khó vậy đó. Cho nên để ý là mình ăn nha, ăn qua sáu căn á, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều có tiếp thu. Mà tiếp thu những cái mà nhẹ nhàng thanh thoát thoải mái trên đường giải thoát giác ngộ, đó là mình ăn nhầm sanh tố. Mà mình tiếp thu, mình hoặc nghe, hoặc thấy, hoặc ngửi, hoặc nếm, hoặc xúc ha, mà nó sinh ra phiền muộn, ưu tư, là ăn mà ăn nhầm độc tố. Phải để ý tới vậy đó. Do vậy cho nên là gặp hội hè bè bạn đông đảo đó, mà gặp mình nếu mà cứ thấy hoặc cứ nghe cái gì đó mà mình thấy rằng là mình chưa làm chủ được cái sáu căn của mình đó, mà là phải tránh bớt cái duyên đi. Chứ còn không mà mình đi ăn độc tố cả buổi cả ngày sao chịu nổi. Mắt thấy cũng bực, tai nghe cũng bực, rồi có những cái chỗ mà nó làm bực luôn cái lỗ mũi. Bực thiệt á, có khi tôi nó muốn chết vậy đó. Tôi ngồi có khi nó ngồi ngon vậy, cái rồi gặp có mấy vị quần áo họ lâu giặt quá đó, trời lại ngồi gần bên cái mày ngước như vậy không thở lên phía trên này. Thế là lỗ mũi ăn độc tố, chịu không nổi. Chứ đừng có nói lỗ mũi không ăn độc tố, ăn ha. Bây giờ tới món thứ sáu là sang. Sang là keo kiệt pháp, keo kiệt tài. Đấy, keo kiệt pháp, keo kiệt tài. Mà pháp là chánh pháp là thuộc về của các thầy, các thượng tọa đại đức hòa thượng. Nhưng mà còn các Phật tử nó cũng có nhiều thứ pháp lắm, các vị cũng có thể keo kiệt đó. Cái nghề của mình biết đó mà, không chịu dạy cho người khác nha. Biết làm bánh men cũng giấu, làm bánh bò cũng giấu, làm cơm rượu cũng giấu, làm dưa hành dưa kiệu sao ăn giòn cũng giấu, rồi làm những bánh xào sao cho ngon, rồi mình xào ngon cũng giấu, vân vân. Làm tương sao mà để lâu ngày không mốc, còn không khéo làm tương để ăn cái bữa mốc vậy đặt mốc riết hết nước tương thôi. Mà hỏi là sao mà tương này là làm để cả năm mà không mốc, còn tôi làm mới mấy tháng mốc hết sao? Họ không nói, mà cứ nói là tại đem ra phơi rồi vậy. Chứ kỳ thật là có chất thuốc để vô chút xíu vậy là nó chống mốc, mà không dạy. Đó là sang đấy. Tục ngữ có câu nói là thà là cho ăn vàng chứ không có chỉ đàn đi buôn, giấu nghề. Thế cái đó là sang đấy. Còn nếu mình không sang á là ai cần học là mình tận tình mình dạy cho người ta làm được mới thôi. Để cho người ta có cái công ăn việc làm cho người ta, mình truyền ra là coi như mình giúp người ta công ăn việc làm mà. Để nâng cao đời sống của người ta và cái đó tốt đó. Vậy mà ở thế gian người ta hay sang lắm ấy. Nó sang tức là keo kiệt pháp, keo kiệt tài. Tài cổ thì cũng vậy, quá keo kiệt ha, cũng cất cũng giấu mà không xài. Mà có người thật sự là có người lớn tuổi rồi đó,
mà tiền nhiều lắm mà nói tới là nói vàng vàng bao nhiêu chục cây, bao nhiêu chục cây không à. Mà tôi nghe vậy rồi tôi tới rồi tôi nhắc nhở giùm, tôi nói giờ ở có một mình thôi mà nói chuyện là nhiều tiền nhiều vàng lắm, mà tôi bày cho cái cách sống cho nó an lành một chút mà không dám làm. Từ cái chỗ ăn tới chỗ ở, chỗ vệ sinh hết sức là cực khổ. Bây giờ lớn tuổi rồi, giờ tôi bày ra tôi nói giờ gắn cái điện thoại lên cái nhà sát đường điện thoại, gắn vỏ 800 ngàn à. Nên có gì là bấm cái nút lại là kêu con cháu gần xa gì đó tới để giúp đỡ mình trong cái lúc mà ngặt nghèo. Cơ khổ không dám làm là không. Nói rằng mình không có buôn bán, không có làm ăn gì lớn, điện thoại chi. Mà cái thứ đó bây giờ như vậy là có bao nhiêu đâu, so với cái tiền mình có. Thế là cái sang như vậy là không biết xài tiền. Là nó làm cho mình cực khổ. Khó khăn, không? Thậm chí là nguy hiểm vô cùng. Thì ta phải biết dùng tiền. Ta không quy lụy, ta không đầu hàng tiền. Nhưng mà ta phải biết dùng tiền. Ta cần tiền. Nhưng mà cần với cái nào mà ta có thể có. Ta không làm mất nhân phẩm, không mất lương tâm lương tri. Mà ta biết xài tiền, thế là ta có hạnh phúc đó. Chứ mình sang không có được. Sang quá là cũng không phải đệ tử Phật. Thế nên là keo kiệt pháp nè. Tức là mình biết nghề mình không dạy người ta. Biết chánh pháp mình không dạy người ta. Tài nè, tiền tài nè. Không có tâm giúp đỡ, tích trữ, có cái tính đê hèn. Chướng ngại cái tính vô sang là họ hàng dòng dõi của tham. À, cái chứng bệnh sang đó là bà con dòng dõi của tham mà ra đấy. Cái thứ bảy là cuốn vì danh dự lợi dưỡng, dối hiện đức độ, ngụy trang hiền thiện để phỉnh gạt người. À, cái này cũng vậy đó. Cái này á là ở trong cái giới của người tu hành đó, là nếu mình không khéo mình bị cái này. Cho nên là có một ông tổ, tôi không có nhớ tên, ở trong Phật học, ông viết một cái bài sám để mà sám nguyện mà. Bài viết rất là hay. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao. Chúng con nghĩ tưởng rằng là từ vô lượng kiếp tới giờ con bỏ mất cái chân tánh, thất viên minh tánh, cái tánh viên minh tròn sáng, cái Phật tánh của mình đó, để nó khởi lên cái trần lao, cái phiền não, cái kiến tư hoạt này nè. Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, dĩ trạng thù hình tao khổ sở, giàu sanh ra tử, chịu cái luân hồi như nói nãy đó. Trong một ngày mà luân hồi lục đạo nó luôn cứ nó sẽ vòng tròn hoài. Nó làm cho lúc thì vui vẻ, lúc thì sân hận, lúc thì phiền não, lúc thì ưu tư, cái bằng dị trạng thù hình tao khổ sở. Nó biến dạng con người của mình hàng ngày. Vui khác, buồn khác, giận khác, tham khác, sân khác, si khác mà. Cho nên dị trạng thù hình tao khổ sở. Túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, hoạch ngộ si phong đắc xuất gia. Giờ hôm nay là được sanh vào nhân đạo mà lại hạnh phúc là được xuất gia nữa. Thị tri tức phát lại sa môn, quỷ giới ma trai đa quá quạn, ác niệm tà tư vô tạm tức khinh phù, khinh phù tạo tán dị thường định. Tạo tức là tạo cử, tán là tán loạn, hôn hôn trầm. Tri phàm nhân sự vũ tinh chiên, trì tụng Phật kinh di khốn khổ, ngoại hiện oai nghi tăng xiểm trá, mà nội hoài ngã mạng cánh sơ cuồng. Lại đọa quân tu tứ thì miên, sang tật, đây là sang tật tham lam vô quý sĩ. Thì cái bài sám đó là tôi viết hết cái này. Do vậy cho nên là các vị mà tu sĩ mà mình học cái di tích này rồi là coi như những cái bài kinh mình đọc cái đâu mình hiểu cái đó, bài nào mình cũng hiểu được hết, là do học cái này. Đây là tôi kiệt tâm sở hướng pháp. Mà những cái bài đó hồi tôi ở chùa tôi làm ông đạo đó, tôi đọc tôi thấy nghe cái âm điệu thì nó hay, mà không biết nói cái gì, không biết nói gì. Tới chừng mình đi học rồi mình thấy lật ra cái cách nghĩa phải
khỏe re nó nhẹ nhàng. Tất cả những tâm sở này trong đó có hết. Sang tật tham lam vô quý sĩ, giả điềm quế bổng tương hà dụng, đại hải phù thi bất cửu đình. Nó là cuốn là dối gạt đó, phỉnh thờ đó, ngụy trang hiền thiện để phỉnh gạt người khác. Tức là mình làm đâu đã, nhìn qua là coi đàng hoàng lắm, coi đạo mạo coi đàng hoàng lắm. Mà sự thật mình không có đoạn trừ phiền não vô minh là được bao nhiêu. Cái tâm của mình ôm cái chiếc quỷ mưu mô mà sống đời tà mạn, đó là họ hàng thân tộc của tham và si. Cái anh cố này là do là trong dòng dõi của tham và của si. Si là gì? Mình không biết là mình lừa đảo người ta như vậy đó, là mình tưởng đâu là mình ngon lành rồi, mình được tài được lợi, mà người ta lầm mình ha, mình tưởng là mình ngon, ai về đâu mình si đó. Tức là mình gây cái nhân tội lỗi khổ đau cho mình, mà mình tạo cái điều kiện tốt cho người khác đó. Trong kinh Phật thường nói là cái người tu hành mà nếu mà thọ dụng của người cúng dường nhiều mà mình không có cái gì đền đáp lại đó, giống như mình có cục đá mà mình cứ mình mời người ta đem lại, ta mài dao mài kéo mài cút mài phản của người ta, thế thì cục đá của mình mòn mà người ta cái dao của người ta bén. Do vậy cho nên là nếu mình không chân chánh tu hành thật sự mà mình bằng mọi cách ha, mình đem tài lộc lợi về mình, đừng có tưởng đâu là khôn, si một phần ở trong đó. Mình có đá mình cho người ta mài, mài riết cục đá mình mòn thôi, mà dao người ta bén. Cho nên này là một phần tham và một phần si, chứ không phải là vậy là ngon lành đâu. Cho nên tích lũy mà là tiền tài sự nghiệp này kia nọ nhiều đó, coi vậy chứ không phải đâu. Nhìn bên ngoài không biết, ta nói ông đó khôn ngoan, ông đó giỏi ha, tài đức, chứ không phải có chừng si. Cái thứ tám là xỉm, là nói tâng bốc, khen người ta, nịnh hót để được lòng người, vu lợi về mình đó. Vậy là nói thẳng, nếu được nói tôi lập trường nói thẳng để tỏ ra lời của một chân tăng. Huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gai gắt trách tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa giặc giảnh, mà thích học lời, học điều Phật tổ đã đinh ninh, diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa. Không được vậy, tôi không còn gì để nói. Chứ còn nói mà để cảm tình, nói lấy lúc vuốt đuôi, nói lấy lòng để được lợi là không nói. Nói lấy lòng, nói giúp đuôi, nói tiếp cảm tình là thuộc về xỉm đó nè. Cho nên cái tiếng đạo ca là tôi dịch những cái đó là tôi tâm đắc vô cùng. Nếu được nói tôi lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng. Huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gai gắt trách tôi xin cam nhận hết. Cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa giặc giảnh, nói giúp đuôi, nói chiều cảm tình người ta để được lợi gì cho mình, không thèm. Thích học điều Phật tổ đã đinh ninh, diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa, nghe bằng lòng, nghe không bằng lòng mời đi chỗ khác. Nếu không được vậy tôi không còn gì để nói. Chẳng là không nói, chứ nói xỉm là không nói. Cho nên mình học cái này nè, lợi lắm đấy. Thành ra cái người mà sớm mình là hay khen là theo giúp đuôi là nịnh hót là để được lòng người, vụ lợi về mình, sống với tâm hồn ti tiện, nó chướng ngại cái tính bất xỉm, dòng họ giao thả với tham và si. Cũng tham, một phần tham nó biểu lộ ra cái hành động đó, và do si mê không biết được cái chân lý nhân quả nghiệp báo, cho nên mới làm cái hành động đó. Cái thứ chính là hại, là không có lòng thương xót chúng sinh hữu tình, ngược lại dụng tâm gây đau khổ, hay là ôm lòng bức não
chướng ngại cái tánh bất hại. Dòng dõi là họ hàng của sân này. Mười là kiêu. Kiêu là kiêu xa, là tự đắc, là tự mãn với cái thành công của mình. Thường ôm cái tính kênh cựu, xen lẫn đau khổ cô đơn. À, cái người kiêu này là xen lẫn cái đau khổ cô đơn vì cái tính kênh cựu của mình. Mình kênh cựu á, mình coi thiên hạ gọi là mục hạ vô nhân ha. Rồi hiu hiu tự đắc là kênh cựu, cho nên là tự đau khổ, tự cô đơn. Xen lẫn đau khổ cô đơn, nó chướng ngại cái tính vô kiêu. Họ hàng dòng dõi của nhà tham, hoặc là phát xuất từ cái tham mà nó có cái tính kênh kiểu muốn ôm đền về mình. Đó là mười cái món đó gọi là thập tiền đấy. Thập tiền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân. Mười cái món đó nghĩa là nó bao quấn, nó buộc ràng ta, gọi là thập tiền đó. Đệ tử chúng đẳng tự duy chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ thiêu trầm, trục sắc thanh như tham nhiễm, thập tiền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân đó. Mười cái món tiền và mười cái món thập sử nó làm thành cái nhân hữu lậu. Cái nhân hữu lậu tức là cái nhân mà nó làm cho con người luân hồi trong trời người A Tu La, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó rớt trong cái vòng lẫn quẩn đó. Còn cái con người mà đời sau làm người đó, đừng có lo. Tôi có thể nói khẳng định với các vị là các vị vẫn cứ làm người, đừng có sợ. Không bao giờ các vị làm con thú bóng chân được, không làm con chim được đâu, đừng có sợ. Càng không có rơi với cái địa ngục mà dưới lòng đất để quỷ sứ diêm vương nó hành, không có cái vụ đó. Thiện là chi, ác lại là chi, đa mang chi, hai cái danh tự vô nghi. Ai bắt tội ai là người chịu? Chịu tội không có đâu. Cho nên các vị vẫn cứ là con người. Nhưng mà vấn đề là các vị luân hồi ở đâu? À, nếu mà nó luân hồi từ trời người A Tu La thì còn đỡ. Nhưng mà nếu mà nó luân hồi tới cái mức mà trong ngày ha, trong đời sống trong hàng ngày mà nó đi tới cái chỗ là cực tham, cực sân, cực si, tức là nó đưa mình vào, nó xoay, nó luân hồi, nó xoay mình ở trong cái ba cái đường ác đó, là sống triền miên trong đau khổ. Đó, luân hồi là chỗ đó đó. Cho nên mười cái món thập tiền thập sử nó tích thành hữu lậu chi nhân, là cái nhân để nó lọt rớt ở trong lục đạo luân hồi. Cái món tùy phiền não thứ 11 là vô tàm. Vô tàm là bất cố liêm sĩ, chống ngăn, chống cự hiền thiện, làm điều ác không hổ lương tâm. Nó chướng ngại cho cái đức tàm. À, cái người vô tàm đó, vô tàm ở đây ta gọi là trung tùy phiền não, tức là món phiền não khá bậc trung mà. Còn 8 cái món sau đó là gọi là đại tùy phiền não. Bất cố liêm sĩ. Cái món thứ 12 là vô quý, là bất cố liêm sĩ, khinh cự hiền thiện, tức là chống, không ưa những người hiền thiện, làm điều phi pháp bất thiện giữa thanh thiên bạch nhật, không đếm xỉa dư luận, miệng thế tăng trưởng hành vi tội lỗi. Nó chướng ngại cái đức vô quý, chướng ngại cái đức quý. Tàm quý là hai cái đức tánh rất là cần, cho nên gọi là trung tùy phiền não, tức là phiền não chi mạc, nhưng mà nó là hạng cỡ bậc trung. Cái người mà có tàm có quý là người ta sống đời sống thanh cao, ta không sống tùy tiện. Việc nào mà quần chúng phê phán chê trách là người ta không làm. Thậm chí những cái việc làm mà trong khuất lấp, mà người ta thấy rằng đó là điều bất hợp pháp, có tội lỗi, người ta cũng không làm. Đó là cái người gọi là
gọi là tàm, mà vô tàm là bất cố liêm sĩ. Cho nên là dướng vào hai cái vô tàm vô quý này là thuộc về người thấp kém ở trong xã hội. Mười ba là điệu cử, là tâm đối cảnh dao động, nó chướng ngại samatha. Chướng ngại samatha tức là nó chướng ngại cái pháp tu chỉ, tâm đối cảnh nó dao động. Cho nên là cái người tu hành đó mà, người ta hạn chế, ta cái hạn chế là thí dụ như là những cái nghề mà ca vũ kịch tình này kia đó, thì mấy nghề đó là luôn luôn là phải điệu cử rồi. Rồi đó là điều cử về thân ha, còn điều cử về tâm á, thì tâm mình cũng nghĩ lung tung, không có hạn chế, không có kiềm chế được, gọi là điều cử về tâm. Thành ra là cái người tu người ta gọi là có cái oai nghi á, là cốt để hạn chế cái điều cử này, tức là chao đảo về thân về tâm. Cho nên có những cái nghề mà không thể nào mà thiền định được, không hề là không tu gì samatha được, chẳng hạn như làm nghề nghệ sĩ này kia, kịch sĩ, ca sĩ, cái cách diễn xuất đó thì là luôn luôn là phải bị điều cử thôi. Do vậy nên có giới thì dễ đi vào con đường tu hành, mà có giới thì nó khó tu hơn. 14 là hôn trầm, là tâm đối cảnh lờ mờ, nửa như mơ mà nửa như thật, nó chướng ngại khinh an, nó chướng ngại sở quán, tức là tỳ bát xá na. Hôn trầm là hay cái tánh hay mê muội, nó hay ngủ gờ ngủ gật. Chẳng hạn như trong đại chúng về chứ có khi có người nó cũng có cái chứng hôn trầm á, mà đi coi hát thì là không sao. Đến tứ sắc thì tới 5 giờ sáng không sao, không buồn ngủ. Mà đi nghe kinh nghe giảng là có khi không ngủ mà có khi buồn ngủ. Mà khi buồn ngủ đó thì ở đây ta gọi là hôn trầm. Còn có người là hoàn toàn không nghe được, không nghe được nửa tiếng đồng hồ, ngủ ngay trong lúc nghe là bắt đầu. Là vì nó không có tiếp thu được cái chủng tử, nó không có hợp với cái kinh điển, cái đạo đức, cho nên là tiếp thu không vô, là nó không có cái gì thích thú, nó là buộc lòng nó ngủ thôi. Cái 15 là bất tín, là đối với thực đức năng, nói cách dễ hiểu là đối với Phật pháp tăng, với tam bảo không vui nhận, cái tâm uế nhiễm nguyên nhân của đọa lạc, chướng ngại cái tâm thanh tịnh. Người ta bất tín, đối lại hôm trước là 11 món thiện thì có cái món tín, ở đây là bất tín. 16 là giải đãi, là lười biếng việc đoạn ác tu thiện, nuôi dưỡng cái mầm nhiễm ô đọa lạc, chướng ngại cái đức tính tinh tấn. Lười biếng đoạn ác tu thiện, thành ra nó có cái chủng tử. Cái người có chủng tử thiện là ta thích đoạn ác tu thiện, ta luôn luôn ta nhớ việc nào làm ác là ta nhớ, ta sợ tội, ta chừa, mà cái nào trẻ thiện thì ta phát huy. Còn như cái người mà cái chủng tử mà đạo đức nó kém á mà, thì nó thuộc về giải đãi này, là nó lưu biến cái việc đoạn ác tu thiện, nó không có nhớ, mà những cái việc nào khác đó, phóng vật rồi thế kia đó, buông lung mà thì nó là thích. 17 là phóng vật, là với pháp nhiễm không lánh không ngừa, với cái pháp tịnh không để tâm tu tập, buông xuôi thả lỏng tam nghiệp, nó là nguyên nhân của sự tăng ác và tổn thiện, tức là buông xuôi gọi là phóng vật. 18 là thất niệm, là cảnh sở duyên không ghi nhớ, không nhớ rõ, làm trở ngại chánh niệm,
làm cơ sở cho tán loạn nó phát sinh. Cái cảnh sát viên nó không có ghi nhận rõ. Cho nên là để người trong lúc mình tu mà mình gọi là mình tu thiền ra, nó có cái cảnh sát viên tu quán á, nó có cảnh sát viên. Ví dụ như giờ mình muốn quán về vấn đề vô ngã, cái đề tài mình tu quán là theo lời Phật dạy tất cả pháp vô ngã. Thế thì mình lấy cảnh sở quán mình là vô ngã. Mình ngồi, ngồi là mình nói, mình ngồi ngồi thiền là mình nói cách phổ thông á. Chứ còn người ta có thể đi, có thể đứng, có thể nằm, ta cũng tư duy được. Nhưng mà phải lấy cái cảnh sở quán, thí dụ như là vô ngã, mình phân tích coi có phải thật sự là trên cõi đời này là vô ngã hay không. Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã, mà sự thật tất cả pháp có vô ngã hay không? Con người có vô ngã hay không? Thế thì mình quán chiếu bên con người, mình thấy rõ là con người là vô ngã rồi. Vì vô ngã cho nên con người vô thường. Quán được một cái đối tượng sở quán thôi, thành công là nó đi tới cái khác không còn khó. Thấy được tính chất vô ngã của con người là đồng thời mình cũng thấy được tính chất vô thường. Hay là mình thấy được tính chất vô thường trong cơ thể, trong cuộc sống con người, thì đồng thời mình cũng nhận chân được nó là vô ngã. Thế thì là cái sở quán của mình là nó chuyên chú, nó phân tích một cách rõ ràng như vậy. Thì đó là nó thoát ly được cái thất niệm. Còn bằng hãy khỏi vượt được cái thất niệm, tức là mình có chánh niệm. 19 là tán loạn, tâm tán duyên nhiều cảnh trong một lúc, hậu quả của thất niệm chướng ngại cái chánh niệm. Cái tâm nó tán loạn, nó duyên nhiều cảnh trong một lúc gọi là tán loạn. Mà có người cũng muốn cột cái tâm lại, nhưng mà cột không được. Do vậy cho nên là cái ban đầu người ta gọi là Samatha, là phải tập cái trí á, chưa tập trung vào cái đối tượng vô thường vô ngã gì hết, mà phải tập cắt đứt cái nhớ từ trước tới đây và cắt đứt cái tổn thọ từ đây về sau. Thì lúc bây giờ cái tâm mình mới bắt đầu mới duyên vào cái cảnh sở quán mới được. Còn bằng không nó tán loạn là nó nhớ việc hôm qua hôm kia, nhớ việc nhiều năm trước, rồi tưởng tượng tới những cái việc của những năm về sau nữa. Thế thì cái đó gọi là tán loạn. 20 là bất tính chi, đối với cảnh sở quán hiểu không đúng, di truyền của si còn trong huyết thống, nó chướng ngại cái tính chi. Đó là 20 món gọi là chi mạc phiền não, cũng gọi là tùy phiền não. Cái này nó rất cần học thuộc để mình kiểm tra mình đấy. 51 tâm sở, còn 40 món cuối cùng là hối biên tầm từ. Hối là nhớ việc làm đã qua, không bằng lòng với việc làm đó, sinh ra ái náy trong tâm. Luận Đại Thừa Bách Pháp gọi đó là ố tác, chướng ngại cái Samatha. Tức là cái nhớ nghĩ, cái ăn năn mà buông bỏ không được. Cái đó thì cũng là một cái cấp. Tôi nói ví dụ như mình làm thiện mà mình nhớ việc thiện là thuộc về chấp, mà mình làm ác mà mình nhớ mãi cũng là một cái nguy hiểm, khó tu hành. Mà mình phải hiểu rằng là làm thiện, mình bố thí, trì giới nhân dục vân vân, mình phải tu hành cái bằng tam luân không tịch, làm thiện mà không thấy mình làm. Ta gọi là cái đức xả ở trong 11 quán thiện, hành xả. Ngược lại cái ác đó mà, lỡ làm phạm tội ác rồi, mà mình biết đó là ác, là mình ăn năn cái tội đó, mình biết đó rồi là mình cũng bỏ luôn đi. Cho nên mà nhớ cái ác hoài, đó cũng là một cái cách, một cái thứ tâm sở mà làm mình khó tu.
Việc cái đó cũng khó đấy. Cái làm thiện là nên quên rồi. À. Mà làm ác, mà lỡ phạm ác, cũng phải quên. Quên để mà làm nhiều cái thiện khác, để rồi cái ác kia nó mất. Chứ còn bằng không mà lương tâm, lương tri nó cứ ra rất đau khổ hoài, cái đó không có lợi ích gì hết. Mà sự thật là cái tội nó không có cố định. À, cái chỗ đó, đại thừa ta học cái chỗ đó đó. Tội lỗi nó không có cố định. Tôi nói nhiều lần rồi, ví dụ như giờ ly nước đây là đỏ, đậm, gọi là trà nó đỏ, nó đậm, nó chát. Bây giờ mình cứ mình pha thêm nước trắng vô. Pha nhiều nước trắng vô là cái đỏ nó mất, cái chát nó mất. Cái độc, chất độc trong đó có cũng mất. Thế thì cái tội lỗi cũng vậy. Do vậy cho nên đừng có hối. Mà cái hối cũng là cái cần phải bỏ. Miên là cái loại tâm sở, nó là biến chứng của lười biếng ấy, hay ngủ. Ngủ mà ngủ để mà bồi dưỡng sức khỏe là theo cái bình thường thì không nói gì, nhưng mà ngủ giật, ngủ giả dưới, nó là biểu hiện của lười biếng, cho nên cũng cần phải bỏ. Tầm tư là những cái chuyện mà mình đi tìm kiếm, nó cái tâm mình không có định, tìm kiếm mà hơi thô tháo thì gọi là tâm, mà tìm kiếm mà hơi có tư duy suy nghiệm thì gọi là từ. Thì những cái đó đều là nó làm cho cái tâm của cái người tu hành nó không có được thanh tịnh. Do vậy cho nên là thuộc về cái loại tâm sở bất định, cũng cần phải kiểm tra nó. Bây giờ tổng kết đây nè. Đọc 51 tâm sở, hiểu kỹ 8 thức tâm dương, ta có thể nói di thức học là môn tâm lý học Phật giáo, tưởng không có gì cần phải lý giải. Thế gian nó có cái tâm lý học của thế gian. Trong Phật giáo thì cái môn này nó cũng giống như là tâm lý học, phân tích về cái hiện trạng diễn biến của nội tâm. Song tâm lý học Phật giáo khác với tâm lý học của trường phái tâm lý học xã hội ở cái mục đích đến cũng như lộ trình đi. Mục đích đến của tâm lý học Phật giáo là Bồ Đề Niết Bàn, là Samatha Tỳ Bát Xá Na, là lộ trình phương tiện để đi. Tâm lý học xã hội chú trọng nghiên cứu hiện tượng sinh khởi của tâm để hy vọng đúc kết ra một công thức nào đó hướng sự vui mừng, buồn giận, thương ghét vào một khuôn khổ, một nề nếp, một quy ước của xã hội nào đó mà xã hội đó chấp nhận được. Thành quả tột đỉnh của nó là không vượt ngoài phạm vi lý tưởng là ăn, mặc, ở, ngủ, thở trong cuộc sống. Cho nên sống bình thường, thậm chí là lẫn cái sống trầm thường. À, tâm lý học của xã hội thì sống bình thường, tìm một cái quy ước ha, để mà sống, sống bình thường, thậm chí là sống trầm thường. Còn cái tâm lý học của Phật giáo này á, thì nó bồi dưỡng con người, nghe là cái tâm hồn nó trong sáng, nó thanh tịnh và nó hướng tới cái sự giải thoát giác ngộ cao hơn. Tâm vương và tâm sở, sự cấu tạo và tương quan của chúng tương tự giống như sự cấu tạo của một triều đình. Tâm vương ví như vua, các loại tâm sở là quần thần. Quần thần thì có nhóm trung, có nhóm nịnh. Có nhóm thì ba phải, không. Có nhóm thì ba phải, có nhóm thì kề cận sát cánh hầu hạ đỡ đần. Tâm sở biến hành là cái loại kề cận đỡ đần sát cánh ấy. Tâm sở biến hành đó là tất cả thức, trong 8 thức thức nào cũng có, khi mà nó hiện hành là đều có tâm sở biến hành hết. Tất cả thời gian nào mà thức mà phát sinh
trong thời gian nào cũng đều có biến hành. Và tất cả cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc mà khi mà là tâm thức hiện khởi đó, thì cũng đều có tâm sở biến hành. Cho nên nó là giống như cái loại mà quần thần kế cận đó, đỡ đầm. Còn tâm sở bất định thì ai biết được nó thuộc về cái phe nào. Loại tâm sở thiện thì rõ là ích quốc lợi dân rồi. Nhóm phiền não thì dù đầu đảng hay lâu la, ai cũng biết đó là bọn khuynh gia đảo quốc. Phiền não có căn bản về chi mạc phiền não là loại khuynh gia đảo quốc. Cái loại phá hoại tâm hồn của con người. Nhóm tâm sở biệt cảnh chỉ là hạng cầm cờ chạy hiệu, có thì phải rất đỡ nóng tai, không có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự phế hưng tồn vong của một chế độ. Nghiên cứu di thức luận, ta thấy tâm sở hữu pháp quyết định hành vi tạo tác của con người. Cho nên cái này mình để ý, mình kiểm tra cái tâm sở hữu pháp này rất là tốt đấy. Nghiên cứu di thức luận, ta sẽ thấy thân sở hữu pháp nhiều hơn con số 51 của tâm sở hữu pháp ấy nhiều. Chỉ có điều chưa có ai có khả năng khoanh dùng dục vọng để tổng kê con số vật chất thân sở hữu pháp mà con người yêu cầu không biên giới ấy. Chữ này là tôi muốn nói để ý đại chúng là tâm sở là mình học có 51 món ha. Còn cái yêu cầu vật chất để cung cấp cho cái thân này đó nhiều lắm. Nếu mình không biết thiểu dục tri túc thì coi như là khát mà uống nước mặn, uống cả đời không bao giờ đã khát được. Bởi vì cái vật dục nó nhiều lắm. Cho nên là không ai có khả năng khoanh dùng dục vọng để mà tổng kê con số vật chất thân sở hữu mà con người yêu cầu không biên giới ấy. Là đệ tử Phật nên lưu ý cái điểm này. Tâm sở có nghĩa là hằng y tâm khởi, giữ tâm tương ứng, hệ thuộc ưu tâm là nghiệp vụ của tâm sở. Do vậy con người vui hay khổ tùy thuộc có tỉnh thức, có chánh niệm, có quán chiếu nội tâm nhiều hay ít của chính mình. Đấy. Để ý cái này đó. Hết giờ và cũng hết bài. Thông báo đại chúng là cái mùa xuân sắp tới đó là mình cũng nghỉ cái ngày Chủ nhật trước cái ngày rằm tháng Chạp, để cho hàng Phật tử chuẩn bị ăn Tết nha. Xin báo lần thứ nhất. Minh Đức có muốn nói gì không? Minh Đức nói đi. Dạ, kính thưa quý vị đạo hữu nam nữ, thấm thoát mà một năm học của chúng ta đã gần hết. Như vậy có một số Phật tử cùng góp ý chúng tôi định tổ chức ngày rằm tháng Chạp đến thao hối am của Thầy để cùng chung vui với cái ngày cũng như là ngày Tết Niên. Vậy nơi đây chúng tôi xin thông báo cho quý vị được rõ, nếu ai có ý kiến và cùng chung hợp nhau để đi thì cùng chung hợp lại để rồi 7 giờ sáng đó, ở đây chúng ta khởi hành đi. Và xin thân ái kính chào quý vị.